Kính chào quý thính giả đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo. 6 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, hôm sáng 9 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao thành ủy La Habana, Cuba do đồng chí Luis Antonio Torres Riba, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất thành ủy La Habana, Đảng Cộng sản Cuba, dẫn đầu nhân dịp sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà đảng và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập dân tộc trước kia cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, nhấn mạnh mối quan hệ thủy chung, son sắc và ngày càng bền chặt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định lại chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ. Đoàn kết trước sau như một đối với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa và cuộc đấu tranh anh hùng của đảng Cộng sản và nhân dân Cuba anh em đồng thời sẵn sàng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ thiết thực nhân dân Cuba anh em trong khả năng của mình. Thưa quý thính giả, chiều 9 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ trì tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam Marco Farani đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chào mừng đại sứ Marco Farani và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Đồng thời, thông tin đến đại sứ về những tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng phát triển của thành phố thời gian đến. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang tập kêu gọi thu hút đầu tư tại 4 khu công nghiệp: Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng, Khu công nghiệp Liên Chiểu và Khu công nghiệp Hòa Khánh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, giữa Việt Nam và Brazil có mối quan hệ hợp tác rất tốt. Tuy nhiên, đến nay giữa các địa phương của Brazil và thành phố Đà Nẵng chưa thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác. Thưa quý thính giả, 75 năm qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được toàn Đảng toàn quân toàn dân trong đó có hệ thống tòa án nhân dân quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện thống nhất từ tư tưởng đến hành động và là cơ sở nền tảng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tòa án nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới tư tưởng hồ chí minh về thi đua yêu nước luôn là động lực để cán bộ công chức viên chức và người lao động tòa án nhân dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc giữ gìn an ninh trật tự ổn định và phát triển kinh tế xã hội xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập tự do cho dân tộc, đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam. Bởi thế, ngay sau khi được đăng trên báo Cứu Quốc, số 968, ngày 24 tháng 6 năm 1948, lời kêu gọi thi đua ái quốc của bác đã trở thành lời hiệu triệu, nhanh chóng lan tỏa, khơi dậy, cổ vũ, động viên lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của các tầng lớp nhân dân. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, các nguồn tin ngoại giao ngày 8 tháng 6 tiết lộ Nhật Bản, Mỹ và Philippines đang cân nhắc tổ chức cuộc họp đầu tiên giữa cố vấn an ninh của ba nước ở Tokyo trong tuần tới. Theo cơ chế an ninh ba bên mới, Tổng thư ký ban an ninh quốc gia Nhật Bản Takeo Akiba và những người đồng cấp Mỹ và Philippines, ông Chatsuli Vận và ông Eduardo Ano sẽ nhóm họp trong ngày 16 tháng 6 tới. Thưa quý thính giả, ngày 9 tháng 6, mưa xối xả không ngớt tại nhiều khu vực ở Tây Nam Trung Quốc đã gây ngập lụt một số thành phố. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, cơn mưa dữ dội đầu tiên trong mùa hè, được ví như nước thuyền rồng, đã trút lượng mưa lên tới 453mm xuống thành phố Bắc Hải thuộc tỉnh Quảng Tây ngày 8 tháng 6. Một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều ô tô ngập trong nước trên đường phố ở Bắc Hải. Một tòa nhà cao tầng cũng bị ngập lụt và lực lượng cứu hộ đã khẩn trương sơ tán cư dân. Đài truyền hình CCTV đưa tin thành phố Ngọc Lâm gần đó đã ghi nhận 35 giờ mưa liên tục tính đến 7 giờ sáng 9 tháng 6 theo giờ địa phương. Thưa quý thính giả, nhân dịp ngày Nikolai Đen cấp được bầu làm Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria, ngày 9 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện chúc mừng tới bà Marie Zagarian nhân dịp được bầu làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bulgaria. Trước đó, ngày 6 tháng 6, Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn nội các mới do đảng thần châu Âu chúng ta tiếp tục thay đổi và đảng Trung Hữu Gơ đề xuất, chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị kéo dài suốt hai năm qua. Danh sách nội các kỹ trị của Bulgaria đã nhận được 132 phiếu ủng hộ trong tổng số 240 nghị sĩ. Thưa quý thính giả, thấp tháp di đà tự được tổ sư Nguyên Thiều Phái Lâm Tế xây dựng vào năm 1668 với vật liệu là các viên gạch đỏ lấy từ phế tích của 10 tháp chăm xung quanh nằm ở xã Nhân Thành, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, chùa Thập Tháp Di Đà hay chùa Thập Tháp là một trong những ngôi tổ đình danh tiếng và bậc nhất ở miền Trung. Chùa tọa lạc trên ngọn đồi mang tên Long Bích, ở phía bắc thành đồ bàn của người Chăm xưa. Tên gọi Thập Tháp bắt nguồn từ việc trên khu đồi này từng có 10 ngôi tháp chăm, sau bị sụp đổ và mất dần dấu tích. Chùa được xây dựng vào năm quý hợi 1683 niên hiệu Chánh Hòa nhà Lê và vị thiền sư có công xây dựng chùa chính là Hòa thượng họ Tạ, Quý là Nguyên Thiều, quê quán ở Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông tu về Thiền Tông thuộc phái Lâm Tế. Năm Tân Mùi, 1691 nhà Lê, chùa được vua Lê Hiển Tông ban cho biển ngạch để thập tháp Di Đà tự. Sau khi xây dựng chùa thập tháp Di Đà, Hòa thượng Nguyên Thiều mở trường truyền đạo. Thưa quý thính giả, sân bay quốc tế Kuala La Lumpur nằm trong số ít sân bay sở hữu cả một khu vườn nhiệt đới. Du khách có thể đi dạo trên những lối đi lát ván gỗ trải dài trong khu rừng ngay giữa nhà ga và ngắm nhìn thác nước mùa sương các tấm biển chi tiết trên đường cho hành khách về hệ thực vật nhiệt đới Malaysia một ở đây. Bên cạnh đó, hành khách có thể đến và ở sân bay để được massage, trị liệu. Quý thính giả thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 11 giờ. Thân mến chào tạm biệt.